Xin chào tất cả quý vị và bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng vấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Creta. Cả ba phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp ạ. Khi mà sang tháng 9 này, chiếc xe Hyundai Creta đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe thứ giàu của em sẽ chuyên về giá xe Tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok em xin phép được đi vào vấn đề chính ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Creta bản tiêu chuẩn ạ Đó sẽ bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Creta em nhé Với giá miết của chiếc xe này đang là 620 triệu ạ Sau tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán đúng giá cho em nhé Với giá đang là 620 triệu đấy ạ Không còn là bia kiềm nảng nữa ạ. Vậy thì chiếc xe bên Creta bản tiêu chuẩn này Làm cái nội đang là 717 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 229 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 685 triệu Trả góp thì đang là 197 triệu ạ Còn ở tỉnh áp thuế trăm thì đang là 697 triệu Trả góp thì đang là 209 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 704 triệu Trả góp thì đàn là 216 triệu ạ Còn muốn giá tốt hơn hay khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi bánh nào Thì anh em hãy gọi điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em Giá đấy sẽ là tốt nhất thị nhầm nhá Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Creta Bản là đặc biệt ạ Với giá miết của chiếc xe này đang là 670 triệu ạ Sang tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán đúng giá cho nhá với giá đang là 670 triệu đấy ạ không còn là bia kèm nạc ạ tháng trước thì đã bia kèm nạc rơi tầm khoảng 10 15 triệu ạ tháng 9 này sẽ bán đúng giá cho nhá vậy thì chiếc xe hôm Creta bản ở bia này làm cái nội đang là 773 triệu trả góp thì là 245 triệu ạ còn là tỉnh thì đang là 740 triệu trả góp thì là 212 triệu ạ còn là tỉnh áp thuế 10% thì đang là 753 triệu trả góp thì là, là 225 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là, là 759 triệu. Trả góp thì đang là, là 231 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lá xuống hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để em gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Creta bản cao cấp ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 730 triệu ạ. Sang thẳng 9 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em giờ đang là 707 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 22-23 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe hôm nay Creta bản cao cấp này Năm cái nổi đang là 817 triệu ạ Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 260 triệu Còn là tỉnh thì đang là 783 triệu Trả góp thì đang là 226 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 797 triệu Trả góp thì đang là 240 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 802 triệu Trả góp thì đang là 245 triệu ạ sau có 7 tỉnh áp thuế 12% trăm, đó chính là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Cần Thơ ạ. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe Tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Creta cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe ở diện trường Nam để cho anh em sân lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa mạng